thể vào diện khi mà AZ đang chơi cùng A. Có cả Nam Sơn Kim kết hợp cùng, nếu như mà game thủ Long Lê không kéo quân về thì tuần này mình nghĩ là Long Lê vẫn sẽ bay nhà. Kéo về thì mình vẫn bay rồi. Xe đấu thứ 3 và đây là Max Sedonian đến thủ chim xe. Xe đấu rất quan trọng trong buổi sáng ngày hôm nay. Cùng chờ đợi quân ở trận đấu này nào. Xe đấu thứ 3 đây là Bầy Hiêu. Vâng, Max sẻ nhưng mà ông này lười soi quân quá. Đang tìm quả đầu. Và đối với cầm Max tăng speed rồi. Một Bầy Hiêu và đây là bãi quả đầu đến từ Max Sedonian. Một bài khép góc 6 giờ. Quả đầu là 7 cây đến từ cái thủ chim sẻ đang chúng ta trong trận đấu này. Cơ cấu chip BG ở đây rồi. Sẽ được cầm Max C. Đấy cũng chờ đợi quân. Soi quân ngay ông thần. Nhất định không soi quân luôn. Max C đến chim sẻ. Và như vậy là Nam Sâu Kiều được cầm Phô. Phô đến cái thủ Nam Sâu Kiều. Và đang chậm dân thể hiện đầu. Cả tất cả cái thủ đều đang 7 dân. Không có tình huống nháy dân gì cả. Đã có những bước đi dò đầu tiên đấy, thủ chim sẻ nắng về đối với cầm Max C. Có voi. Và như vậy là Baby Egypt. Baby Egypt trong trận đấu này. Một bầy hiêu đầu, một voi dành cho thủ chim sẻ nắng chúng ta. Thì được cầm con Macedonian. Đây bầy hiêu đầu có 6 con. Chim sẻ thêm bầy hiêu phụ bên ngoài, như vậy là 2 hiêu 1 voi rồi. Có ăn tìm thêm đồ nào nhìn qua thì bài này có thể khung được nhà nhá. Các bạn Baby và Egypt. Làm vòng đi dò thôi. Cố gắng tìm thêm bài quả phụ nữa là ổn với bài Max C này. Chúng ta có mặt máy cái thủ Nam Sông Kiều, bài đấu được cầm phô. Đã có một voi về nhà chính cho mình. Vâng, anh em vui lòng theo dõi mặt máy cái thủ Nam Sông Kiều. Mình sẽ quay trở lại sau ít phút nha. Xin phép anh em đi vệ sinh đấy ạ. Rồi, và ta cùng quay trở lại với mặt máy của anh thủ Nam Sông Kiêu thôi. Bài đấu đang có một voi về nhà chính như mình dành cho game thủ Nam Sông Kiêu. Đây là mặt máy game thủ chim sẻ với chiếc vest đầu tiên đã có dành cho em. Bài đấu được cầm Macedonian. Đây là trận đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ 3, trận đấu bản lề ở buổi sáng ngày hôm nay. Và đến với trận đấu này, chúng tôi vẫn xin trân trọng gửi lời cảm ơn nhà chợ Newman đã đồng hành cùng với kèo đấu. Newman, sự lựa chọn số 1 cho game thủ và phòng máy. Có một bầy hiểu đây và sẽ đóng ép nhân đôi. Em nhân đôi để ăn cả hiêu và cả vàng dành cho thủ chim sẻ Max C. Phi luôn bầy hiêu này, có đóng nhân đôi không? Mình nghĩ nó có chứ. Nên đóng nhân đôi. Không biết là đã có quả phụ hay chưa. Có bầy hiêu bên ngoài, như vậy là bài đấu 3 hiêu dành cho Max C đô nhàn của sẻ. Không phải bài đấu quá bình dành cho em. Cơ cấu bầy hiêu này thôi. Vâng, làm thêm bầy hiêu nữa đây. Rồi. Súng nốt bầy hiệu nữa. Lùa con hiệu này về. Hai mươi lăm trên 28 đến từ chim sẻ. Bài 3 hiệu. Bài đấu quá đẹp rồi con Max C. Đối đầu với Phô Egypt thì quân của bạn thì đã nhìn của chúng ta. Vâng, như vậy có quả phụ đây, chim sẻ đang ở giữa bản đồ. Bài quả phụ là hơi xa, bài 26 dần và đã kích đời. Chúng ta đến với mặt máy cái thủ Nam Sông Kiều. Bài đấu được cầm Phonesian. Đang có bãi quả phụ ở đây. Bãi quả này không không. Đây không phải bãi quả sẻ đi đập lô ạ. Bài Nam Sông Kiều tù thế nhở. Hiếu 7 luôn này. Bài hiếu rất to đến từ Nam Sông Kiều. 25 dân. Bài khá lởm khởm.
Đây, 7 hiệu đôi đấy. Xem máy xẻ thôi. Như vậy là quyết định bo nhỏ chứ không phải vào khung nhà nữa. Khung nhà sẽ rất vất vả ở bài đấu này bởi vì nó rộng. Và còn rất nhiều dân ăn hoang bên ngoài. Dành cho anh thủ chim sẻ. Đây là BB thì cho em. Cố gắng chém thôi. Trận thi đấu đầu tiên trong trận đấu thứ 3. BL. Và đây sẽ là BM. Và đấu kích đời trong đầu 10. Và đội bạn lên đời khá sớm với game thủ Hello Chip Boy. Kích đời ở 10 phút 5x đến từ chim sẻ với 26 dân Max C. Vâng, tối nay chúng ta sẽ có một kèo đấu nữa, đó là Mạnh Hào và chim sẻ sẽ đối đầu BB và Tiểu Bàn Thầu anh em nhá. Tối nay vẫn sẽ đánh online, chiều nay thì Hào và Hưởng sẽ đối đầu với cặp đôi Long Lê. Chiều nay thì Hào và Hưởng sẽ đối đầu với đâu rồi, mình xem nào. Tối nay thì Hào Hưởng sẽ đối đầu với Long Lê và Ken Z trên fanpage của anh thủ Văn Hưởng nha anh em. Và gió đã có vấn đề đi luôn. Trong sau trận đấu đầu tiên thì mình đang nhận định đội bạn như là bát bún sáng nay tôi ăn. Vâng, đây là dân ăn hoài của Chip Boy. Đi đâu đây? Nhưng đến thời điểm này thì bát bún của tôi ăn lại có cả xương nữa anh em ạ. Hơi khoai. Đồ ăn chanh này. Chip Boy lên đời 2 là cũng dọa ma thôi. Phải ăn chanh Chip Boy với chim sẻ nhà. Chúng ta hoàn toàn có thể siêu dân đội bạn. Đây, bạn hoa bên ngoài nữa, ăn 3 dân này thôi. Đóng cái BG ra hơi fail đi Chip Boy rồi. Không khai thác được quá nhiều thịt. Và sẽ phải nằm xuống tơ dân, 3 con dân này. 2 dân rồi, và đây con dân thứ 3 của Chip Boy. Giết nó luôn. Đó là 3 dân Chip Boy và đội bạn đang có một bãi hoàng ngay cạnh đây. Đây. Xin chém. Vâng, đang đóng. Một đã lên đời xong đi Chip Boy và đang đóng y. Không, bài em đời tốt đi Chip Boy. Ảo chưa. Vâng, có lạc đà luôn. Đánh cho con Babylon này và bán hoàng của sẻ sẽ bị tóm vào. Đây là cung đờ của game thủ Long Lê đang công lên. Phá vẩy E để cho con lạc đà phải đi vòng. Thêm một pha vẩy E nữa đi thủ chim sẻ nhàng. Ngựa chém đã có rồi. Cho chém ra thi đấu rồi, mặt dưới vẫn hở. Sẻ có biết điều đó không? Mà thực ra thì chúng ta không còn nhiều gỗ nữa. Vâng, đã có hai lạc đà kẹp ngựa giò đến từ game thủ Chip Boy và có cả Y. Một pha vẩy E đến thủ chim sẻ. Còn bạn đen BG. Rồi, bo lại kịp không? Và đang cố gắng ra y. Đang có chém để đuổi lạc đà đối phương. Các bạn có y ở đây rồi. Dần đang bị chơi vào và đây là hai lạc đà dành cho con Babylon này. Cực kỳ căng. Chưa có giáp cho những con y của mình. Và đây là dân Max C thì nó không hề có bánh xe. Đập chết ngựa giò đội bạn rồi. Và đang chờ y nở ra. Còn có cả những con lạc đà đang không đủ đây để chơi dần Chip Boy. Hai game thủ đang cố gắng để có thể xúc Chip Boy trong tình huống này. Đang nhìn lại ở nhà nên để xem có gì công vào hay không. Cung R của game thủ Long Lê đẩy ra luôn. Phá vẩy E tốt đây, thủ chim sẻ nắng để bắt một cung R người cầm Egypt. Tóm gọn cung R này thôi. Vẫn đang sóc chém đều, vẫn đang giữ dần. Có Y để thủ lại trước Chip Boy. Bắt được cung R đội bạn. Vâng, cả Y cả chém đang chém Y đối phương. Đây là mặt máy của game thủ Nam Sông Kiều. Vâng, Nam Sông Kiều đang có tham lai là 29/44. Lạc đà đang đẩy lên 1L1A. Đấy là Nam Sông Kiều. Để lại một dân ăn vàng. Và cần phải quản được Chip Boy nha. Chip Boy đang có một trận dâng lên chém rất điên. 1L1I1A. Úi dồi ôi. Có vẻ là rất khỏe đấy Chip Boy. Sẽ quyết định ra OP đối phương luôn. Có vẻ Chip Boy cũng đang hết lực. Mày xin cung T á. Mày đang trêu đùa anh đúng không? Thảm này chúng ta bắt đầu bị đi. Và có cung R đến Chip Boy. Không, đây cung R của game thủ Long Lê. Cầm vào quanh ruộng sẻ và là hai cung R. Chúng ta sẽ phải cắt cử chém về để đỡ nhà tên này. Đang xiên nhà quân của đối phương. Và bị bắn vào rồi. Bãi vàng đang bị chơi vào. Để cho thủ chim sẻ chém đang đưa về để có thể đỡ nhà. Xiên được nhà Chip Boy. Và như đang mất dân do không khung được nhà. Bắt cung R rồi bạn thôi. Ok. Chém Max C đuổi thì nó rất là rát rồi. Cầm vào quanh ruộng tròn. Để cho thủ chim sẻ nhà. Và vẫn có dần đây xiên nổi nhà quân đối phương này. Nam Sông Kiều cố lên nào. Nam Sông Kiều tham lai là 34. Và có phù thì Chip Boy là bắn được hai con phù đội bạn. Chip Boy không máy xe. Và bơm gỗ chim sẻ nhà. Chú ý lọt nhà đối phương đi. Tập trung bắn fit game thủ của Chip Boy luôn. Sau đó đưa về thế 2-1 để có thể kết hợp chơi với con Egypt trong tay của game thủ Long Lê. Bởi vì là vẫn chưa ăn được máy gỗ đội bạn nhà em.
cố gắng lấy nốt bãi gỗ nào. Có nhà BP ở đấy luôn. Bơm đồ cho sẻ rồi. Vâng, chip boy chạy dần. À, chạy đâu? Tóm nốt mấy con dân này của chip boy. Ba dân lẻ cuối cùng. Trong đó đi sẻ vẫn đang chơi lại trước game thủ Long Lê. Vâng, lên chiên đồng 3 cho IMAX. Ăn hoàn thêm bãi quả nữa và tập trung chém đối phương. Thì chưa có chiên đồng 3. Vẫn đang là chiên 2. Đang chờ chiên 3 rồi, chiên 3 lên xong rồi, xiên rồi. Đã có chiên 3 thì chúng ta có thể xiên được đội bạn. Vâng, bị tóm bãi quả luôn, cay chưa. Lực của sẻ sẽ yếu đi sau tình huống mất dần bãi quả hoàn bên ngoài. Y vẫn đang là rất đông nghe, đang chơi cùng kết hợp cùng chim sẻ đang định công với nhà đối thủ. Còn IMAX đồ nhàn. Đây là máy của đối thủ Nam Sông Kiều. Nam Sông Kiều đang có timeline là 38. Và lạc đà cộng với cung đầu của em đang là rất đông trong trận đấu này. Hãy cẩn thận bị bắt quân ở phía sau. Y của sẻ đang ở sau chơi luôn. Vâng, lạc đà đi trước và cung R ở phía sau. Lạc đà đảo thôi. Y của sẻ chưa đến. Còn sẻ sẽ chịu trách nhiệm công với nhà đối thủ. Nam Sông Kiều phải giữ quân. Ý giữ quân. Đây là máy của thủ chim sẻ. Có Y lên chiên, chip boy 1 con lạc đà phù được của Nam Sông Kiều. Và sẽ mất vài dân tơn vừa rồi. Đây rồi, Y bắt đầu lao vào rồi. Y Max C lao vào nhà đối phương rồi, bạn đang muốn lao sang nhà chim sẻ nhà để đổi mạng với chim sẻ thì mình hoàn toàn có thể đổi thôi. Vẫn đang có chém gầm ở nhà, Y vẫn đang còn. Và Y Max C vào xiên khi mà Egypt đang chơi cùng A. Có cả Nam Sông Cứu kết hợp cùng. Nếu như mà game thủ Long Lê không kéo quân về thì tuần này mình nghĩ là Long Lê vẫn sẽ bay nhà. Kéo về thì vẫn bay rồi. Y Max C 37 E của Long Lê vẫn hở, đây là E của sẻ. Vâng, tuôn vào nào. Ok, lọt nhà rồi. Long Lê sẽ bay nhà từ hôm nay. Đây là mặt máy Nam Sông Kiều. Nam Sông Kiều đang có tham lai là 42. Cần phải giữ. Chim boy fit rồi. Một trận đấu với chim boy không hề có bánh xe. Nam Sông Kiều đang có bài 1L3BA để chơi với hạng kỳ thủ cho các bạn. Giữ quân, đợi sẻ xiên bay nhà đối thủ rồi kết hợp quân để có thể chơi cùng của chim boy là đẹp luôn. 45 dành cho Nam Sông Kiều. Cửa thắng đang có thì chúng ta trong trận đấu này. Đây là máy cái thủ chim sẻ với bài cầm Max C đang xiên nhà chim boy. Xin lỗi, xiên nhà của Long Lê, quýt chưa? Vâng, quýt chưa? Vẫn chưa quýt về phía đội bạn, tôi đang thấy hơi giật. Và những con nông dân của Long Lê đang nằm xuống là rất nhiều. Tất cả các đội bạn đã bay và tỷ số đã mở trận đấu thứ 3 chúng ta 1-0 trong trận đấu này. Một trận xiên quá tốt đến từ cái thủ chim sẻ nắng. Mặc dù chúng ta đang ở đây muộn hơn so với đối thủ, chim boy gây áp lực quá lớn thềm đầu nhưng chiến thắng vẫn có dành cho cặp đôi chim sẻ nắng và Nam Sông Kiều 1-0 trong trận đấu thứ 3. Một highlight đến từ cặp đôi chim sẻ nắng và Nam Sông Kiều. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây.